Google xóa bỏ tài khoản không hoạt động. Người dùng sắp bị xóa tài khoản Google kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2023. Nếu không đăng nhập tài khoản Google trong thời gian dài, bạn có thể bị mất nó. Ngày 16 tháng 5, Google thông báo sẽ xóa bỏ các tài khoản không hoạt động trong ít nhất 2 năm. Động thái này nhằm ngăn chặn các rủi ro bảo mật. Theo Google, Google xóa tài khoản đã không hoạt động trong ít nhất 2 năm. Ảnh Alternative to, chính sách mới có hiệu lực ngay lập tức, tuy nhiên Google sẽ chỉ bắt đầu xóa tài khoản từ tháng 12 năm nay. Công ty dự định gửi nhiều cảnh báo đến người dùng và tiến hành thanh trừng những tài khoản không hoạt động theo nhiều giai đoạn. Google cho biết những tài khoản bị chặn đầu tiên sẽ là những tài khoản được tạo nhưng chưa bao giờ được sử dụng. Chính sách chỉ ảnh hưởng đến tài khoản cá nhân, không ảnh hưởng đến các tổ chức như trường học, doanh nghiệp. Gã khổng lồ giải thích quyết định dựa trên các phát hiện nội bộ rằng những tài khoản cũ có xu hướng dùng mật khẩu chung với các tài khoản khác và ít có xu hướng triển khai các biện pháp bảo mật mới như xác minh hai bước. Điều đó làm tăng nguy cơ bị tấn công lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản hay spam. Xóa tài khoản là biện pháp mạnh tay hơn chính sách trước đây của Google. Năm 2020, công ty thông báo nội dung trên các tài khoản không hoạt động sẽ bị xóa, nhưng bản thân tài khoản vẫn được duy trì. Do đó, để không bị mất tài khoản, tất cả việc bạn cần làm là đăng nhập vào tài khoản Google hoặc bất kỳ dịch vụ nào của Google, đọc một thư, email, Gmail, xem video YouTube, tìm kiếm Google, tải ứng dụng từ Google Play về điện thoại Android hay thực hiện hoạt động khác. Theo CNN, subscribe kênh YouTube Khương Quốc Anh Studio.